Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đấy thì hôm nay em sẽ review cho các bác xem là hai cá thể hơm ông cọc cái rất là đẹp nha các bác ơi. Ok, trước mắt các bác đây là một em hơm ông cọc cái màu đen và một em hơm ông cọc cái xám đá nha các bác ơi. Rất là quý hiếm luôn các bác ạ. Đấy, hai cá thể hơm ông cọc rất là quý hiếm này. Đấy, trước mắt các bác đây là một em xám này, xám cái này các bác ơi. Hai con đều là cọc thỏ nhá. Đó, con cả hai là cái này. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Em buộc gốc cây mận này quay. Đấy, các bác nhìn này, sướng như này. Cái đen này, cái đen, cái xám này các bác ơi. Con cái đen này là được hai lứa rồi các bác nhá. Đấy, con cái đen này là đang thay lông, chuẩn bị sa lơ rồi các bác ạ. Bảo hành sinh sản cho các bác luôn. Đấy, con này là đang thay lông này, chuẩn bị sa lơ rồi. Đấy, về phối phát là ăn ngay nhá các bác ơi. Cọc thỏ này rất là đẹp luôn, tai căng đét luôn này các bác ơi. Tai dựng tự nhiên căng đét luôn này, lưỡi đốm nhá. Cái đen lưỡi đốm nha các bác ơi. Đây, đấy, cả hai con đều là không huyền đề, không một lỗi lầm gì nhá. Bảo hành sinh sản các bác. Em thứ hai là em xám đá 8 tháng tuổi các bác ơi. Cũng cọc thỏ này, rất là đẹp luôn này các bác ơi. Quá là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, cún rất là đẹp. Ra đây nào, mắc hết gốc cây rồi. Đấy, con đen hai đứa ui rồi, giật khỏe lắm các bác ạ. Cái đen là phải trên 20 cân này. Con xám này là con xám này tầm khoảng 16 17 cân nha các bác ơi. Đó, anh em kết con nào thì liên hệ với em ngay, số điện thoại em là 0926 219742, cả Zalo em nhá. Các bác nhìn con cái đen hai lứa này này, lưỡi đốm này, đó, răng đủ nhá. Cả hai con đều là không tật lỗi gì hết các bác ạ. Cún rất là đẹp luôn. Xám. Đấy, con xám nó lại ở tận góc bên này, em quay con xám cho các bác này. Đấy, màu xám khói luôn nha các bác ơi. Các bác nhìn này, con cái đen hai lứa này nó chỉ trên 1 tuổi thôi. Hơn 1 tuổi thôi, chưa được 2 tuổi nha các bác, hơn 1 tuổi thôi. Đó, mặt mũi rất là đẹp luôn nha. Đấy, con xám đây các bác ơi. Rất là đẹp luôn này. Kéo kéo cho chúng nó đục kỳ ra bên kia. Nào, sát. Cún rất là đẹp luôn này các bác ơi. Đấy, anh em mua chó thì em bảo hành sinh sản cho các bác luôn. Chó rất là đẹp luôn. Tí con vàng ra nhá. Không nhanh. Đấy, em thả mấy con xù em truy ra đây hết rồi các bác ơi. Đấy, các bác nhìn con xám đá này đẹp chưa này. Quá là VIP luôn anh em ơi. Nào, cún rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, cún rất là đẹp luôn này các bác ơi. Nhìn này, đấy, xù nhà em cũng ra đây chơi rồi. Đấy, con xù đực đỏ 9 tháng kìa. Cũng ra đây chơi nốt này, VIP chưa này các bác ơi. Xù nhìn nó khác bọt nhất các bác ạ. Đấy, xù ra xù nhá, cọc ra cọc. Đấy, nhà em là chuyên cung cấp những con giống chuẩn cho các bác. Riêng hai con này em bảo hành sinh sản cho các bác. Chó rất là đẹp luôn này. Xám đá cái này, đen cũng là cái này. Đó, hai con đều cọc thỏ, chân tay không huyền đề, chân tay thẳng tắp đẹp, lưỡi đốm nha các bác ơi. Cọc chuẩn hạt gạo cho các bác luôn. À, rất là đẹp luôn này các bác. Hai con lưỡi đều đốm này. Đó, quá là đẹp luôn này. Xám này, con xám đá này, tai căng đét luôn này các bác ơi.
cún nhà em thì quá là đẹp luôn. Các bác mua thì khỏi về bàn về chất lượng các bác ạ. Nào, ra đây nào. Đấy, các bác nhìn con sám này, chân tay thẳng đẹp luôn này các bác ơi. Lưỡi đốm này các bác ơi, quá đẹp luôn. Đấy, con sư đỏ nhà em kìa, nhìn khủng long chưa các bác? Quá là đẹp luôn này, thả ra vườn phát nhìn nó khác bọt ngay. Đấy, các bác nhìn chó nhà em này. Anh em bắt con nào liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0926219742. Zalo em cũng là số điện thoại em vừa đọc cho các bác đấy. Đấy, em để trên màn hình cho các bác. Anh em nào thích thì bắt cả đôi này về gây giống cũng được. Cả đôi em để giá cực mềm cho các bác nhé. Chó quá là đẹp luôn. Đấy, dương chó nhà em là các bác không có điểm chê rồi các bác ạ. Em chọn lọc những con giống nó gọi phải là chất lượng luôn. Cọc ra cọc mà xù ra xù. Con cái đen hai lứa này rất là đẹp này, khung to này. Loại này đẻ mới tốt này các bác ơi. Đó, vú đều nhá. Vú rất là đều luôn này, các bác nhìn này. Bảo hành sinh sản cho các bác luôn. Lông con này đang thay phát rồi, thay xong lông là sa lơ lứa 3 rồi đấy các bác ạ. Về các bác tầm này về các bác chỉ việc nuôi đợi phối thôi các bác ạ. Đấy, cún này thì thuần hóa rất là dễ nhá, về các bác cho ăn 1-2 bữa là quen ngay. Em đi đến đâu lại sợ máy quay lên đấy. Chó thì quá đẹp luôn anh em ạ. Mình ra đây lại trốn ra kia nhé. Đấy, màu xám này các bác ơi, xám đá này, quá là VIP luôn anh em ạ. Ăn cỏ. Các bác nhìn màu lông này. Đó, màu xám nhá. Màu này màu cực quý luôn các bác, còn quý hơn cả đỏ cơ. Đỏ còn dễ tìm mà xám này tìm thì rất là khó nha các bác ơi. Xám mắt xanh nhá. Còn con cái đen đây. Đấy, anh em kết con nào thì cứ liên hệ với em con đấy. Chó thì rất là đẹp nha các bác ơi. Đấy, con cái xám này. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ta quay một tê. Chó ra hết rồi, con đực vàng đâu rồi? Cún rất là đẹp luôn, hai con đều cọc thỏ, một con kia cọc quýt, gọi là cọc quýt luôn này các bác ạ. Con này mới gọi cọc thỏ này, đuôi này các bác ơi, đuôi chuẩn hạt gạo luôn nha các bác ơi. Loại này các bác về đúc thì ăn 100% rồi các bác ạ. Cần thiết thì các bác nuôi ở nhà em, khi nào phối xong em gửi xuống cho các bác cũng được. Nhìn quá là phê luôn anh em ạ. Đó, quá đẹp đây các bác ạ. Cái đèn quá đẹp luôn này. Con xám này các bác ơi. Con xám này. Con xám rất là đẹp luôn này các bác ơi. Ê, vợ em đuổi chó nhăn hết cả mặt rồi. Kệ cho nó, nhà cho chúng nó ở ngoài này chơi. Đực đỏ 9 tháng này. Quá VIP luôn này nhà bọn. Nó thích nô ấy, nô cỏ ấy. Ăn cỏ à, ăn xong lại khạc. Chó nó ăn cỏ nó say mà. Con xám này các bác ơi. Đấy, đang cỏ. Hai con đều răng đủ nha các bác ơi, chân tay thẳng, không huyền đề, không tật lỗi cho các bác.
Đấy, em quay rõ con sám cho các bác xem này. Rất là đẹp luôn này các bác ơi. Cả hai con đều bảo hành sinh sản cho các bác hết nha. Đấy, các bác cứ yên tâm. Ok, video đến xin kết thúc tại đây nha các bác ơi. Bác nào ưng con nào liên hệ với em ngay. Số điện thoại em là 0926219742. Cả Zalo em cũng là số điện thoại đấy, các bác có kết nối với em. Đấy, hoặc là các bác có thắc mắc gì về chó thì kết nối với em, nó sẽ giải đáp mọi câu hỏi về chó. Ok, các bác xem kênh của em thì hãy ấn nút đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh để thứ nhất là ủng hộ em, thứ hai là tiện theo dõi những video chú cún đẹp nhất để các bác dễ lựa chọn thích nuôi dòng nào. À, cọc hoặc là xù thì các bác cứ liên hệ với em ngay. Chó nhà em thì con nào cũng xuất sắc cả các bác nhé. Đấy, em tuyển chó là con nào vừa mắt em thì em mới tuyển về xong là quay cho các bác. Đấy, cún thì rất là đẹp luôn anh em ơi. Xám cũng rất là đẹp này. Màu xám rất là hiếm luôn đấy các bác ạ. Sợi con xám lăn ác thế. Em thả lây một ngày chắc là hết bãi cỏ này luôn.